cần phang mặt thôi, đẩy lên lôi hết sang là được mà. Máy phát điện Kama 7800 TA. Các bạn có thể thấy được đây là chiếc sản xuất 18/1/2020. Đầu tuần sau thì chúng tôi về một lô mới. Đây là lô áp chót rồi. Các bạn có thể dòng chữ Silent, những cái header iCool, tức là làm mát bằng gió. Động cơ Kama 7800. Con này kiểu dáng nó khác so với con 6500. 6500 thì vỏ tròn, con này là vỏ vàng. 7800 và 8800, đây là 8800. 8800 này thì nó chỉ chênh khoảng tầm 500W thôi. Đấy. Nhấc phát lên là lôi sang thôi. Thật được không? Những cái dòng mà công suất lớn, cường độ dòng điện ra nó cao như vậy thì các bạn thấy những cái cầu tổng người ta thường không hay để ổ cắm, mà người ta sẽ để cho các bạn bắt thẳng cực luôn. Bởi vì ổ cắm thì dây nó sẽ hạn chế với cái đường kính dây ấy. Này thì bắt cực để cho các bạn luồn những cái dây to thì nó mới chịu được. Kama. Ở chưa? Lên luôn. Nữa đi, nữa đi. Nữa, nữa, một tí nữa. Tiến nào tí được không? Lùi lại một tí để lấy số tiền, mượn số này. Lên tí nữa. Rồi, rồi. Thôi, hạ luôn. Hãy xem quá nhỉ. Hạ cần. Lái rồi giống cũng ngựa xem coi à. Hạ xin tí thôi. Đấy đẩy xuống. Nhẹ thôi. Rồi. Hạ xuống sau anh nhấc ra thôi. Rút ra đi, cứ lùi vào số lùi rút luôn. Nhìn xe sau rồi. Rồi đừng đổi đẩy máy bên trong, đừng đẩy gỗ. Đẩy máy ra thôi. Không lên được đâu, lật đấy. Tiến sát vào đây thôi. Tiến sát lại vào đây thôi. Đấy, các bạn có thể thấy 7800 Kama. Đây, chó vào trong thế nào. Chú làm ra được người to như tích này. Đấy, này từ lúc tôi bỏ ra mới lắc được. Vào đã. Nhiều bác hỏi Kama này tốc chậm hay tốc nhanh. Này, những dòng một máy chỉ có tốc nhanh thôi, không có tốc chậm đâu. Chị An nhấc thằng thùng lên trên. Cái này nữa. Quan trọng là phải chè hẳn thôi. Bây giờ cây hẳn nó lên cho nó cao hơn cái bánh. Đúng rồi. Không bị cập. Đây các bạn nha, có sẵn cổng roi ATS này. Đây hai cực này. Bốn thằng dài, mấy cao được không? Rồi,
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.